Hoan hỉ chào đón quý cô bác, anh chị đã đến với kênh Minh Đường Tử Vi. Lần đầu tiên, thay mặt cho những người làm chương trình, xin gửi lời chào, lời chúc tới quý cô bác, anh chị sức khỏe, hạnh phúc, bình an, vạn sự an khang, tấn tài, tấn lộc, giàu có và thành công thật nhiều trong cuộc sống của mình. Và nếu như quý cô bác, anh chị là lần đầu tiên đến với kênh Minh Đường Tử Vi thì hãy hoan hỷ đăng ký kênh, ấn chuông để được đón xem những video mới nhất mà ban biên tập chương trình đăng tải, cũng như là thấy nội dung hay, hữu ích thì hãy like, chia sẻ video cho mọi người cùng xem. Quý cô bác, anh chị cũng đừng quên để lại ý kiến đóng góp ở phía bên dưới phần bình luận kênh Minh Đường Tử Vi. Chân thành cảm ơn quý cô bác, anh chị. Và trong nội dung video ngày hôm nay mà ban tập chương trình gửi tới quý cô bác, anh chị, đó chính là bí mật cuộc đời tuổi Nhâm Tý, sinh năm 1972, từ 52 tuổi đến năm 56 tuổi. Nếu như biết được điều này, sẽ hóa hung thành cát, về già cực giàu sang, phú quý hơn người. Hé lộ bí mật chấn động về đại hạn tuổi Nhâm Tý, sinh năm 1972, từ 52 đến 56 tuổi, cấm 3 điều này, tránh được họa trời, đổi đời giàu có, khó ai sánh bằng. Tôi chẳng có chi một chữ nghèo, ai mua tôi bán chẳng kỳ kèo, xuân hạ thu đông mưa nắng đủ, trăng sao mây gió tặng kèm theo. Sao cả nhân gian bán chữ nghèo, bày ra khắp chốn làng tôi treo, Nhâm Tý đẫy giấc cùng cây cỏ, một thoáng trăm năm chớp mắt vèo. Quý vị tuổi Nhâm Tý thân mến, có lẽ ai trong chúng ta cũng mong muốn số mệnh của mình tốt đẹp, thuận lợi, cuộc sống luôn hạnh phúc ấm êm, chẳng phải lao tâm khổ tướng phải không nào. Thế nhưng số mệnh con người đều được an bài từ đầu đến cuối, chỉ có số ít người nắm được thời cơ, phất lên như diều gặp gió, đổi vận giàu sang phú quý trong chớp mắt. Theo các nhà tử vi học phương Đông tiết lộ, từ 52 đến 56 tuổi, người tuổi Nhâm Tý sinh năm 1972, nhiều khó khăn trong vận trình hung tinh chờ trực chuẩn bị giáng xuống đầu con giáp này. Tuy nhiên, nếu nắm bắt được 3 cơ hội vàng này, bản mệnh sẽ xoay chuyển vận mệnh của mình, tiền bạc kéo tới ầm ầm, cuộc sống hàng ngày dư giả tiền tiêu, trả sạch nợ nần. Vậy để biết được vận trình của con giáp tuổi Nhâm Tý, sinh năm 1972, sẽ diễn biến như thế nào từ 52 đến 56 tuổi, xin mời quý vị cùng Minh Đường Tử Vi theo dõi phần luận giải ngay sau đây. Thưa quý vị tuổi Nhâm Tý, sinh năm 1972, trong phần luận giải tử vi chi tiết ngày hôm nay, Minh Đường Tử Vi sẽ chia sẻ tới quý vị về vận trình diễn biến cuộc đời của người tuổi Nhâm Tý. Từ 52 đến 56 tuổi, những may mắn vận hạn trên từng phương diện qua từng khoảng thời gian, cách xua cát bị hung, đón lành tránh dữ, hóa giải vận đen, đón đầu may mắn, dành riêng cho bản mệnh. Xin mời quý vị cùng chú ý lắng nghe, mục lục lá số như sau. 1. Tìm hiểu về tính cách quyết định tương lai của Nhâm Tý. 2. Tổng quan cuộc đời người tuổi Nhâm Tý trên các phương diện sự nghiệp, tài lộc, sức khỏe và tình duyên. 3. Tiết lộ chi tiết vận trình của tuổi Nhâm Tý theo ngày sinh, tháng sinh. 4. 3 điều cấm kỵ người tuổi Nhâm Tý cần tránh xa để trở nên giàu có. 5. Lời khuyên cải biến vận mệnh cho tuổi Nhâm Tý, sinh năm 1972. Vậy là quý bạn tuổi Nhâm Tý bắt đầu bước qua tuổi ngũ tuần, giai đoạn này các chi phí lớn như mua nhà, trả học phí cho con cái, hoặc chuẩn bị cho việc về hưu, hẳn là nhiều điều cô bác quan tâm, ngoài ra các khoản vay nợ, số tiền tiết kiệm chưa đủ đáp ứng các mục tiêu tài chính, hoặc đột ngột mất việc cũng có thể gây ra lo lắng cho cô bác ở tuổi này. Một số người cũng bắt đầu quan tâm tới việc tiết kiệm và đầu tư. Để đảm bảo sự ổn định về tài chính cho tương lai, liệu tính cách điểm mạnh, điểm yếu của người tuổi Nhâm Tý như thế nào, có số giàu sang giai đoạn 52 tới 56 tuổi hay không? Tử vi hé lộ, Nhâm Tý số mạng như vậy, phong xương cũng lắm, tha phương cũng nhiều. Số này cách trở quê hương, đi ra xứ khác sanh phương nên nhà, chẳng nhờ cốt nhục họ hàng. Tự mình lập nghiệp cửa nhà mới nên, tiền vận chẳng đặng thành thơi, trở về vận cuối an nhàn tấm thân, Nhâm Tý nhờ có quý nhân, tu nhân tích đức, phước trời ban cho. Quý bạn tuổi Nhâm Tý có biết rằng, bản mệnh trời sinh có tấm lòng nhân ái, hiền hòa và thiện lương, tính cách rộng rãi, mềm dẻo, có lối suy nghĩ và ứng xử động chất nhân hòa là đặc trưng của người mệnh này. Với mệnh chủ, chữ nhân là cái gốc để tu thân và lập nghiệp. Nguyên tắc phương châm sống này đã trở thành bất di bất dịch, xây dựng nên con người mệnh tang đố mộc, có nhân cách tốt đẹp và cao quý vô cùng. Các bậc đại giác ví, chuột xa chĩnh gạo, ý muốn nói tuổi này thường tình cờ gặp được món hời từ trên trời rơi xuống mà không cần phải nỗ lực. Nhưng thực tế sau khi ăn đẫy tễ vào rồi chỉ có thể chịu chết,
và sách ghi chép, vận mệnh của những người tuổi Nhâm Tý mang cung mệnh đại gia lại cho thấy phần lớn người tuổi Nhâm Tý này mang tính tình thông minh, nhanh nhẹn nên có thể nhanh chóng vượt mọi hiểm nguy một cách bất ngờ. Họ có tố chất là một thủ lĩnh đầu đàn để quan xuyến tất cả mọi việc. Tuy nhiên, họ lại làm việc trong tâm thế khá nóng nảy lỗ mãng, lại đa nghi, nên dễ tuân theo cảm xúc mà đưa ra quyết định sai lầm gây hối tiếc về sau. Đây chính là điểm yếu khiến họ gặp nhiều thất bại trong tiền vận, mà mãi tới trung vận họ mới có thể nhận ra. Có một số tuổi nhận ra sớm nhờ được quý nhân chỉ giáo, có thể giàu sang ngay trước ngưỡng tuổi tứ tuần. Đàn ông tuổi Nhâm Tý thường nghĩ lớn, nhìn xa trông rộng, là người thần tướng mà uy nghiêm ở chốn quan trường, quyết đoán thét ra lửa ở chốn thương trường. Nhưng về nhà lại có thiên hướng nhường nhịn, chiều chuộng các thành viên trong gia đình, bề ngoài lạnh như tiền, nhưng thực ra Nhâm Tý sống rất cảm xúc và tình cảm. Người tuổi Nhâm Tý, trong công việc hay cuộc sống, họ có tính cách khá bốc đồng và nóng nảy, hành sự lỗ mãng. Đương sự phải rất vất vả mới có thể kiềm chế khi nhìn thấy những sai sót, điểm xấu của người đối diện. Tuy nhiên sau đó bản mệnh thường bỏ qua được những điều chướng mắt, mà một điều nhịn đem về chín điều lành. Chính vì vậy nên doanh nhân tuổi Nhâm Tý thường quan hệ rộng, là những nhà đàm phán giỏi, dễ dàng hợp tác mở rộng làm ăn. Người tuổi này quyết đoán, tuy nhiên lại không bao giờ thừa nhận thất bại mình đã làm ra, khá cứng đầu và bướng bỉnh, bản mệnh không chịu thua bất kỳ ai, họ luôn tranh biện và hơn thua ở mọi trường hợp. Người tuổi Nhâm Tý tuy thường tỏ ra khá lạnh lùng, nhưng lại dễ xúc động, họ có tính bênh vực chính nghĩa rất mạnh, rất ghét quanh co và những kẻ hèn nhát, mỗi khi gặp ai làm lỗi, họ sẽ bắt bẻ bằng được, dù người đó là ai. Điều này đôi khi làm mất đi các mối quan hệ do đối phương bị phật lòng nảy sinh oán hận. Nhâm Tý không cách nào chịu đựng quyền uy hay sự bất công áp bức. Chính vì thế khi phải làm công ăn lương, Nhâm Tý thường nhìn ra những sự yếu kém của cấp trên mà không phục, từ đó nảy sinh thái độ không chấp nhận, không phục tùng và làm việc qua loa. Tuy nhiên nếu làm chủ, Nhâm Tý sẽ là một người thủ lĩnh tài năng và bản lĩnh. Người tuổi Nhâm Tý thường hấp dẫn bạn bè hay bạn đời của mình bằng tính bộc trực bản năng, vì vậy mà thường bị ghét trước yêu sau, giúp tạo dựng các mối quan hệ thân thiết, kéo dài xuyên suốt cuộc đời. Người tuổi Nhâm Tý mang mệnh phú quý bẩm sinh, họ rất thích quyền uy, luôn muốn nắm trong tay mọi quyền lực và sự thống trị, bởi luôn cho mình là đúng đắn. Bản mệnh thần bí ở chỗ rất giỏi kết giao thân tình, biết chăm lo săn sóc, có khiếu ăn nói, biết lo lắng chu toàn cho các mối quan hệ xung quanh. Trên đường đời vận thế thời trẻ của người tuổi Nhâm Tý không tồi, song do chưa đủ trưởng thành nên thường tự cho mình là nhất, tự cao, tự đại, kiêu ngạo với đời. Trong công việc họ thành công dễ, nhưng thất bại cũng nhanh, bởi không lượng sức mình mà nóng vội thực hiện, nên kết quả không được như mong muốn, Nhâm Tý cũng phải chịu cảnh đàn áp, chèn ép trong công việc, đôi khi còn dính họa thị phi, khiến cuộc đời rơi vào trầm luân bể khổ. Tuy nhiên số mệnh đã sắp đặt thì họ cũng không thể tránh khỏi sự giàu sang quyền thế. Nhờ có phúc lớn mệnh lớn mà đến một thời điểm khó khăn nhất cuộc đời, khi mà mọi thứ bế tắc đường cùng, những tưởng sẽ chấm hết, không còn cơ hội ngóc đầu lên, Nhâm Tý sẽ bùng nổ tài lộc, gặp thời đổi vận, phất lên một cách khó hiểu, khiến chính họ cũng chẳng thể ngờ. Sự nghiệp vững chắc, tiền vào như nước chảy, nếu nói là đại gia cũng không hề quá. Nhưng Minh Đường Tử Vi phải nói với bản mệnh một điều rằng, đường dài mới biết ngựa hay, và con người ăn nhau sau những khoảnh khắc gian nan bĩ cực, điều này được chứng minh qua rất nhiều thập kỷ. Vậy với những tính cách đặc biệt này, cuộc sống của người tuổi Nhâm Tý, sinh năm 1972, từ 52 tới 56 tuổi, sẽ biến động ra sao? Liệu bản mệnh sẽ gặp hung hay cát? Về phương diện sự nghiệp, ưu điểm của người tuổi Nhâm Tý là rất linh hoạt, có khả năng tùy cơ ứng biến nên có thể khắc phục nhiều khó khăn trở ngại, dù có gặp nguy hiểm cũng không hề e sợ, mà quyết tâm đến cùng không bỏ cuộc, đương sự luôn bình tĩnh và tỉnh táo, có trực giác nhạy bén, có tầm nhìn xa cũng như sự tinh tế mẫn cảm trong chuyện làm ăn. Khó khăn chỉ khiến cho tài năng của bạn càng thêm xuất chúng, họ có trí nhớ rất tốt, thích tìm tòi học hỏi, khả năng phản biện cao. Trong công việc, bản mệnh là những con người hừng hực nhuệ khí, không ngừng tiến bộ mỗi ngày, song bạn lại khá ôm đồm, tham vọng làm được nhiều thứ, khiến cho sức tập trung bị phân tán, phần nào ảnh hưởng đến công việc, nên tập trung làm tốt từng việc ở từng thời điểm thì khả năng thành công sẽ cao hơn. Tuy nhiên, có một điểm nổi bật ở người sinh năm Nhâm Tý, đó là sự cẩn trọng. Dù làm bất cứ chuyện gì, bạn cũng luôn xem xét kỹ càng, tính sẵn mọi khả năng có thể xảy ra, cũng như tìm ngay đường lui cho mình, từ lúc mọi chuyện còn chưa bắt đầu. Điều này có những khi rất tốt giúp bạn tránh khỏi những thất bại hay nguy hiểm cận kề, nhưng đôi khi nó lại là viên đá cản đường, khiến bạn e sợ tương lai và không dám tiến bước. Theo tử vi, người tuổi Nhâm Tý làm việc theo kế hoạch, họ tính toán sao cho có thể phát huy hết năng lực của mình,
Họ cũng là người làm việc có quy tắc, họ hiểu mình muốn cái gì và cần phải làm gì để đạt được nó. Vì thế mà khi kết hợp làm ăn, tuổi Nhâm Tý nên kết hợp với các tuổi sau đây. 1. Tuổi Sửu. Hai người này ở cạnh nhau có thể khiến cho vận trình của cả đôi bên đều có lợi. Người tuổi Tý và người tuổi Sửu tuy không nói nhiều với nhau, nhưng tính cách người tuổi Sửu là trung thực, thật thà, chăm chỉ dũng cảm, mà người tuổi Tý thường khá khéo léo linh hoạt. Thế nên hai người này làm ăn với nhau sẽ có tác dụng bổ trợ, khiến hai tuổi này hợp tác với nhau rất phù hợp. 2. Tuổi Thân. Xem tuổi hợp làm ăn, người tuổi Thân và người tuổi Tý có thể giữ được mối quan hệ tốt đẹp. Thế nhưng hai tuổi này ở cạnh nhau một cách khá cực đoan, ví như Chu Du đánh Hoàng Cái. Một người đồng ý đánh, một người tình nguyện chịu. Trong mối quan hệ này, người tuổi Tý luôn ở bên bị động, luôn phải chịu thiệt thòi. Nếu hai người hợp tác trong công việc, người tuổi Tý cần phải độc lập, không nên tôn dùng người tuổi Thân một cách mù quáng. Còn trong hôn nhân, hai người này lại giống như một cặp trời sinh, hôn nhân của họ sẽ dài lâu và hạnh phúc. 3. Tuổi Thìn. Người tuổi Tý và người tuổi Thìn có thể giữ mối quan hệ hữu nghị, trở thành những người bạn tốt của nhau. Hai tuổi này có một sự ăn ý ngầm với nhau. Sự ăn ý này sẽ khiến cho kết quả hợp tác của họ vô cùng lý tưởng. Về phương diện tài lộc, người sinh năm Nhâm Tý 1972 mệnh Mộc có ý chí quyết tâm vô cùng to lớn. Chỉ cần họ định sẵn một con số về tiền bạc để phấn đấu thì chắc chắn dù phải làm thế nào, họ cũng sẽ cố gắng đến cùng, không bao giờ bỏ cuộc. Người này có tài kinh doanh buôn bán, thích những thứ đẹp đẽ hoa lệ, song rất hay thay đổi, không kiên định. Tiền vận phải vất vả bon chen, song khó giành được thành công, đặc biệt gặp nhiều thất bại nặng nề trong lĩnh vực đầu tư, thậm chí có thể lâm vào cảnh tán gia bại sản. Tới trung vận, thái độ sống dần vững chắc hơn, tích cực làm việc, lại được quý nhân giúp đỡ, nên có cơ hội phát triển sự nghiệp, phát huy tài năng kinh doanh, nhanh chóng thành công làm nên cơ nghiệp. Nhìn chung, đây là người cực kỳ chăm chỉ cần cù, nhờ thế mà cả đời họ hiếm khi phải chịu những nỗi phiền muộn lo lắng về tiền bạc. Tuy nhiên, có một điểm này trở thành điểm yếu chí mạng của người sinh năm 1972, đó chính là sự mềm yếu. Tuy bình thường thường họ có thể quản lý tiền bạc rất cẩn thận, nhưng vì dễ tin người hay mủi lòng nên họ dễ bị người khác lừa gạt. Họ không phải là người có khái niệm đúng đắn về tiền bạc, không có khả năng đầu tư sinh lời. Thời trẻ họ tiêu pha khá lãng phí, chỉ tới khi kết hôn lập gia đình thì mới dần nhận ra tầm quan trọng của tiền bạc. Về phương diện tình cảm, người sinh năm 1972 mệnh Mộc thường gặp khó khăn trong chuyện tình cảm, nhất là khi còn trẻ các mối quan hệ của họ thường bấp bênh không ổn định. Tuy nhiên tới trung niên mọi thứ dần đi vào quỹ đạo, duyên số có chuyển biến tốt, trong tình cảm họ là người nồng nhiệt và tận tụy. Khi yêu họ có thể rất chung thủy, có điều cả thèm chóng chán, nên thay đổi tính cách này để đời sống tình cảm thêm phần hạnh phúc. Về mặt sức khỏe, người tuổi Nhâm Tý bẩm sinh khả năng thích nghi với môi trường rất tốt. Họ luôn bừng bừng sức sống, sôi nổi nhiệt tình, như vầng thái dương nhỏ chiếu sáng muôn nơi. Người này bình thường ít bệnh tật, song đã bệnh thì rất nghiêm trọng, rất lâu mới khỏi, nên đặc biệt chú ý tránh để bị trúng đầu. Đau dây thần kinh hoặc xương khớp, mỗi khi cơ thể phát ra tín hiệu bất thường gì, đừng nên coi thường, mà hãy để tâm và đi khám chữa ngay cho hiệu quả. Như chúng ta đã biết về lý luận thần học cùng tử vi đầu số, có rất nhiều yếu tố cấu thành nên một lá số tử vi hoàn chỉnh cho một đời người. Và trong đó ngày sinh chính là một yếu tố không thể không kể đến khi quyết định vận mệnh của người đó. Trong đó có những ngày sinh được cho là đại cát, ai sinh những ngày này thì tốt số hơn người. Sau đây là vận mệnh ngày sinh may mắn cho người tuổi Nhâm Tý, sinh năm 1972. Một trong những ngày sinh đại cát của người tuổi Nhâm Tý đó là mùng 4 âm lịch. Đối chiếu với kiến thức tử vi thì người này thông minh hiếu học, tài trí siêu phàm. Nữ giới lấy được người chồng hiền lành, chân thật, nam giới lấy được người vợ thảo hiền tài đức. Những năm đầu vận trình vững vàng ổn định, trung vận có tài sản tích lũy, hậu vận cát tường an vui viên mãn. Sinh ngày mùng 9 cũng là ngày sinh đẹp, báo hiệu con người có dáng vẻ đoan chính, tuổi trẻ thuận hòa yên vui, hậu vận rất tốt, danh lợi song toàn, có phúc có đức, một đời sống lương thiện, có tâm sáng, là người từ bi nên luôn được yêu quý và kính trọng. Tuổi Nhâm Tý sinh ngày 12 là người có tính cách ôn hòa nhẹ nhàng, chịu được khổ cực, cần kiệm liêm chính, tuổi trẻ bình thường, trung vận có chuyển biến, hậu vận rất tốt, công danh lợi lộc đều có. Người tuổi Nhâm Tý sinh ngày 13 sẽ gặp nhiều điều tốt, hồng phúc to lớn, được cát tinh soi chiếu nên phúc lộc có thừa, phú quý viên mãn, cuộc đời không có gì phải lo buồn, sướng từ trong trứng cho tới khi nhắm mắt xuôi tay. Người tuổi Nhâm Tý sinh vào 14 âm lịch, có tính cách thận trọng, trầm tĩnh, tuổi trẻ bình thường,
trung vận có nhiều chuyển biến, mọi chuyện sẽ dần tốt lên, con cái hiếu thuận, phúc phận rất dày. Người tuổi Nhâm Tý sinh ngày 20 là người có vận trình tương đối sáng, nam mệnh tuy không thể dựa vào người nhà, nhưng bản thân rất mạnh mẽ, nên xuất ngoại để phát triển, về già phúc hậu may mắn, nữ mệnh thích nói thích cười, nhân duyên tốt, vượng phu ích tử, đảm đang việc nhà, có nhiều phúc đức. Tuổi Nhâm Tý sinh ngày 22 âm lịch, tư chất thông minh, có lòng lễ nghĩa, tuổi trẻ gian nan vất vả, nhưng trung vận nghịch chuyển có thành công và tài lợi song toàn. Ngày 25 được xếp vào một trong những ngày sinh tốt của người tuổi Nhâm Tý, sinh vào ngày này thì nam mệnh rộng lượng thích làm việc tốt, tính tình phóng khoáng, lấy vợ hiền lương, nữ mệnh cần kiệm lo toan, giỏi vun vén việc nhà, cuộc sống an vui, có số vượng phu ích tử. Bên cạnh ngày sinh thì tháng sinh cũng là một yếu tố quyết định sự may mắn hay khó khăn trong vận mệnh của từng người. Sau đây là tử vi tuổi Nhâm Tý qua tháng sinh âm lịch may mắn nhất. Người tuổi Nhâm Tý sinh tháng Giêng. Tháng Giêng là tiết tân xuân, dù là người giàu hay kẻ nghèo, thì trong ngày xuân năm mới cũng đều cố gắng lo cho bữa cơm được đủ đầy. Người tuổi Nhâm Tý sinh vào tháng này trong năm, được hưởng phúc trời, cuộc sống sung túc no đủ, có lộc ăn, lộc uống, cơm áo gạo tiền chẳng phải lo lắng điều chi. Người này thích ăn thịt, nhưng nếu ăn quá nhiều thì có thể gây hồ đồ, tâm trí lẫn lộn. Đây là mỗi người tự lập, có khả năng thích nghi cao, tuy nhiên tính khí có phần cao ngạo. Nếu đã phục ai thì nhất nhất nghe lời, những năm cuối đời thảnh thơi an nhàn, có sở thích ăn uống, có điều đầu óc không được tỉnh táo cho lắm. Người tuổi Nhâm Tý sinh vào tháng Giêng, được hưởng phúc lộc tổ tông, phúc ấm mệnh dày, gia sản thừa kế dồi dào, cũng được về trên đỡ phù hộ cho nhiều, cuộc đời hạnh phúc. Lúc nhỏ được cha mẹ anh em yêu thương đùm bọc, lớn lên được bạn đời chăm sóc chu đáo, không phải vất vả quá nhiều mà vẫn cơm no áo ấm, có của ăn của để. Người tuổi Nhâm Tý sinh tháng 2 âm lịch. Tháng 2 âm lịch là tiết kinh chập, người tuổi Nhâm Tý sinh vào thời điểm này trong năm có phần nhút nhát, dù đôi khi cố tỏ ra mạnh mẽ nhưng vẫn không giấu nỗi lo sợ trong lòng. Cuộc đời êm ấm được nhiều người yêu mến, tính cách nho nhã ôn hòa, người này đối nhân xử thế vô cùng khéo léo, lại phóng khoáng cởi mở nên được rất nhiều quý nhân giúp đỡ. Tuy không quyền cao chức trọng nhưng sự nghiệp cũng thành, văn ấn có phần thông minh đĩnh ngộ, vượt nhiều gian khổ, có những lúc hiểm nguy tưởng chừng khó thoát nhưng vẫn may mắn bình an. Vận mệnh tuổi Nhâm Tý sinh tháng 2 âm lịch, tuy có nhiều trắc trở nhưng vẫn hạnh phúc, an yên quá nửa đời người, đây là người có tài hoa xuất chúng, đặc biệt có thiên hướng nổi bật về thơ văn nghệ thuật, tính tình hiền hòa nho nhã, song cũng nhút nhát thiếu quyết đoán, nên cả đời có phần khó thành đại sự. Được tổ tông giúp đỡ rất nhiều, nhưng tài sản hương hỏa để lại không nhiều, anh chị em trong nhà hòa thuận yêu thương nhau và cũng biết giúp đỡ đùm bọc lẫn nhau. Nếu đi theo nghiệp văn chương, làm những công việc liên quan đến chữ nghĩa thì có thể thành danh, song khó nắm được đại ấn trong tay. Thời trẻ khó có cơ hội làm công việc mà mình yêu thích, chịu khá nhiều vất vả, học hành chăm chỉ phấn đấu hết mình, sau sẽ có lợi cho công việc. Vận mệnh người tuổi Nhâm Tý sinh tháng 8 âm lịch. Tháng 8 âm lịch trong năm là tiết bạch lộ, vận mệnh người tuổi Nhâm Tý sinh tháng này rất tốt, số mệnh giàu sang, sung túc vinh hiển, được người bạn đời nâng đỡ rất nhiều. Người này tướng mạo xuất chúng, phong thái đĩnh đạc, cao sang quyền quý, trong đời có nhiều quý nhân tương trợ, mưu sự tất thành, chăm chỉ làm việc tất có thành công, tu tâm dưỡng tính tất nên đại nghiệp. Xem vận mệnh người tuổi Nhâm Tý theo tháng sinh âm lịch, nếu sinh vào tháng 8 thì cuộc đời vinh hiển, phú quý giàu sang, tổ tiên phúc lớn, cha mẹ ơn cao, quý nhân vượng vận, sự nghiệp thăng tiến ầm ầm, càng lên cao lại càng thuận lợi, thiên tư đĩnh ngộ, có tài văn chương, trí tuệ xuất chúng, được nhiều người ngưỡng vọng. Vận mệnh người tuổi Nhâm Tý sinh tháng 11 âm lịch. Tháng 11 âm lịch trong năm là tiết đại tuyết, người tuổi Nhâm Tý sinh vào tháng này khởi nghiệp khá muộn nhưng có thể thành công, không bị tiểu nhân hãm hại, cuộc sống khá tiêu diêu tự tại. Sinh vào tháng 11 âm, người này nửa đời vất vả, nửa đời thuận buồm xuôi gió, người tuổi Nhâm Tý sinh tháng này không được hưởng phúc tổ tông, cha mẹ cũng chẳng giúp được gì nhiều, phải tự dựa vào sức mình mà sống, tới tuổi trung niên thì được quý nhân phù trợ, hết thời kỳ vất vả lúc còn trai trẻ, tuổi già an nhàn hạnh phúc, nói chung, cuộc đời người này không có đại nạn, sự nghiệp vượng phát, thăng tiến không ngừng, khi đến tuổi trung niên nhanh chóng đạt được đỉnh cao danh vọng, từ đó hưởng phúc thái bình. Vận mệnh người tuổi Nhâm Tý sinh tháng Chạp. Tháng 12 âm lịch tức tháng Chạp, rơi vào tiết tiểu hàn trong năm, sinh vào năm cùng tháng Tận, người người nhà nhà chuẩn bị cơm thịt đón Tết về, nên người tuổi Nhâm Tý cũng được hưởng phúc,
có lộc ăn, lộc uống, cuộc sống thanh bình, no đủ cả đời. Chỉ là tiết trời giá lạnh nên số mệnh đã định phải làm lụng vất vả, chăm chỉ cần cù thì mới có lộc có phúc. Vận mệnh người tuổi Nhâm Tý sinh tháng Chạp khá tốt, có thể bình an sống hết cả đời, tổ nghiệp vững chắc, con cháu được hưởng phúc dày, tài sản cha ông để lại dồi dào, cha mẹ yêu thương chăm sóc hết lòng. Anh chị em sống tình cảm, đùm bọc giúp đỡ nhau, vợ chồng ân ái nồng nàn, gia đình hạnh phúc. Khi mới khởi nghiệp khó tránh khỏi khó khăn, nhưng lại được quý nhân nâng đỡ, nên nhanh chóng giành được thành công. Người tuổi Nhâm Tý sinh tháng này tư chất thông minh, lại thật thà lương thiện, tấm lòng bao la, hay giúp đỡ mọi người, thương người như thể thương thân, được nhiều người yêu quý. Tuy nhiên người này có thể mắc phải các bệnh như cao huyết áp, béo phì, nên chú ý giữ gìn sức khỏe. Chúng ta đều biết rằng, bất luận là nói chuyện, làm việc hay làm người, đều không thể tùy thích, đều cần phải tuân theo những phép tắc nhất định. Dưới đây là những lời dạy của cổ nhân, là kết tinh trí tuệ lưu lại cho hậu thế, cũng là những ba đại kỵ trong việc nói chuyện, làm việc và làm người, kẻo lộc tồn mệnh suy, rước tai ương về nhà. Điều cấm kỵ thứ nhất, nói chuyện không thể tùy miệng. Trong sách cổ được khai quật, miệng là cổng chính của tâm, nếu giữ miệng không nghiêm thì tất cả những bí mật trong tâm đều bị lộ ra ngoài hết, ý là chân của tâm. Nếu phòng ý mà không nghiêm thì sẽ dễ đi vào đường tà, miệng của chúng ta chính là người phát ngôn của nội tâm chúng ta, nói như thế nào, không nên nói gì. Kỳ thực không phải do miệng quyết định, mà do nội tâm của một người quyết định, có những việc không nói ra thì sẽ có kết quả tốt đẹp hơn rất nhiều lần, nếu do thuận miệng mà để lộ ra ngoài. Trong cuộc sống có một số người nhanh mồm, nhanh miệng, thường nói mà không suy nghĩ kỹ, kỳ thực thói quen ấy nên cải sửa, nó không chỉ làm tổn hại bản thân mà hại cả người khác. Đối với việc của bản thân, không thể tùy tiện giãi bày, đối với việc riêng của người khác, càng không thể tùy tiện tiết lộ, bởi vì người khác thổ lộ bí mật của chúng ta là xuất phát từ sự tin tưởng tín nhiệm chúng ta. Khi chúng ta bán đứng tín nhiệm của người khác, thì tương lai ai sẽ là người tin chúng ta? Khi tức giận, nếu hai người có thể lặng lặng rời xa nhau, thì khi hết giận họ có thể trao đổi để hiểu thấu lòng nhau. Nhưng nếu vẫn hai người ấy chỉ vì bực tức mà dùng từ ngữ tùy tiện không kiểm soát gây ra phẫn nộ, thì mối quan hệ này rất dễ dàng đi tới kết thúc, thậm chí mâu thuẫn sẽ đi tới đỉnh điểm. Con người chỉ mất 2 năm học nói, nhưng mất cả đời để học cách im lặng. Cho dù là ai thì cũng không nên nói quá nhiều. Khi tâm rối loạn thì hãy đợi bình tâm rồi từ từ nói. Nếu thực sự không có gì để nói thì giữ im lặng là cách tốt hơn cả. Điều cấm kỵ thứ hai, làm việc không thể tùy tâm. Trên thế gian này, sự việc gì cũng đều có cái giá tương xứng. Nếu một người muốn thu được kết quả gì thì cần phải bỏ ra công sức tương xứng. Nếu bạn muốn vào trường danh tiếng thì phải nỗ lực đủ nhiều. Nếu bạn muốn tìm công việc như ý thì phải có năng lực đủ lớn. Một người không thể muốn làm việc gì liền làm việc đó. Mỗi người chúng ta đều có thân phận khác nhau. Cha mẹ là trụ cột trong gia đình và phải gánh vác trách nhiệm với gia đình. Thầy cô là người dạy dỗ đào tạo học sinh, phải có trách nhiệm đối với học sinh. Mỗi người đều có vị trí, có nhiệm vụ riêng của mình. Trách nhiệm đó là lớn hơn sở thích cá nhân. Rất nhiều lúc chúng ta không thể hành xử tùy theo tâm tư, cũng không thể làm việc tùy theo cảm xúc hay tâm trạng bản thân mình. Lúc phẫn nộ nếu chúng ta không kiểm soát được thì sẽ tạo thành hậu quả không thể vãn hồi. Nếu chúng ta vui vẻ hay sầu bi quá mức, bị tâm trạng dẫn động việc làm thì những phiền toái sẽ mãi không ngừng. Vậy nên có thể nói, tâm thái khi làm việc có ảnh hưởng rất lớn đến đời người. Người nào có thể kiểm soát được tâm thái làm việc thì sẽ kiểm soát được cuộc đời của mình. Điều cấm kỵ thứ ba, làm người không thể tùy ý. Làm người cần phải có lương tri và chuẩn mực đạo đức tối thiểu. Người xưa đề cao sự thận trọng, ngay cả khi đang ở một mình cũng cần ước thúc bản thân. Một người bất kể trong tình huống nào cũng cần phải giữ vững nội tâm, không làm, không nghĩ những việc trái với lương tri. Con người một khi làm những việc trái với lương tri thì sẽ chịu sự trừng phạt của lương tâm. Rất nhiều người vì sai lầm nhất thời mà cả đời hối hận tiếc nuối. Người ta làm việc trái đạo đức, dù không bị pháp luật chế tài thì cả đời họ cũng sẽ bị lương tâm trừng phạt. Những người ấy kỳ thực vẫn có lương tri và chuẩn mực. Đáng sợ nhất là kiểu người không có chuẩn mực đạo đức tối thiểu. Người như thế sẽ không có ai nguyện ý kết giao, vì họ không từ thủ đoạn để đạt được mục đích, khiến mọi người e sợ mà tránh xa. Xã hội là có quy tắc, làm người cũng có nguyên tắc, chỉ những người thiện lương mới được người khác kính trọng và tán dương. Thế sự biến đổi huyền ảo khôn lường, đời người trải qua mấy chục năm rồi cũng hết, cho nên trong mấy chục năm ngắn ngủi ấy, sống làm sao để khi chúng ta về già, không phải ngày đêm hối hận vì đã cô phụ cuộc đời mình, thì cuộc đời mới có ý nghĩa. Quý bản mệnh tuổi Nhâm Tý thân mến, có câu nói như vậy, nếu bạn quá để tâm đến cái nhìn của người khác, bạn sẽ sống rất mệt mỏi,
trong xã hội mà con người có quan hệ mật thiết với nhau. Thật khó để chúng ta có thể phớt lờ đánh giá của người khác, không thể phủ nhận rằng từ trong đánh giá của họ, từ một góc độ, nó cũng có thể giúp chúng ta biết rõ chính mình hơn. Nhưng nếu bạn quá chú ý đến đánh giá của người khác, đặc biệt là những người có dụng tâm khác, thế thì chỉ có kết quả duy nhất, chính là bạn sẽ sống rất mệt mỏi. Vậy thì chúng ta cần nhìn nhận đánh giá của người khác một cách biện chứng, với những ý kiến có thể giúp chúng ta trưởng thành, chúng ta hãy cung kính lắng nghe và thay đổi bản thân theo chiều hướng tốt hơn. Tuy nhiên, khi người khác xem thường, cố tình đưa ra những đánh giá lệch lạc nhằm hạ thấp bạn, thì bạn cần phải học cách nghe. Mà như không nghe thấy, rốt cuộc thì cuộc sống là của chính bạn, nó không liên quan gì với người khác cả. Hãy đặt trọng tâm vào chính mình, đừng quá đề cao bản thân, nhưng cũng không nên hạ thấp chính mình và càng không nên tự ti. Tục ngữ nói, con người không nên kiêu ngạo, nhưng cũng không được tự hạ thấp mình. Vâng, cảm ơn quý vị đã dành thời gian lắng nghe và theo dõi đến hết luận giải của Minh Đường Tử Vi. Mong rằng những dự báo trên giúp quý vị thật nhiều niềm vui và thành công trong cuộc sống. Minh Đường Tử Vi xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.